Tết Trung Thu, lồng đèn Việt Nam đánh dạt lồng đèn Trung Cộng. Vào những ngày này, thành phố Hà Nội hay Sài Gòn rực rỡ màu sắc, lồng đèn các loại bày bán khắp đường phố nhân dịp lễ Trung Thu. Thay vào các sản phẩm của Trung Cộng hàng năm đã được thay thế bằng các sản phẩm làm ở Việt Nam, không độc hại cho trẻ con. Những món hàng có tính cách giáo dục như lồng đèn tàu cá của ngư dân Việt Nam, tàu cảnh sát biển Việt Nam, bồ câu bay, lồng đèn cá. Đây là một quyết tâm rất lớn với các doanh nghiệp Việt Nam khi thấy hàng hóa Trung Cộng xuất hiện thống lãnh thị trường Việt Nam. Điều đáng mừng là những món đồ chơi Việt đã đẩy lùi hàng Trung Cộng ra đến 90%. Trong lúc tình hữu nghị Việt-Trung có xích mích, phong trào bài Trung đang dâng cao, Bộ Văn hóa Việt Nam cũng chỉ thị cho các đền thờ và cơ sở thương mại trên khắp Việt Nam hãy mang đi nơi khác những tượng sư tử thường được trưng bày ngay trước cổng để được may mắn, vì đó là văn hóa của Trung Cộng. Thị trường đồ chơi Trung Thu năm nay ưu tiên hàng Việt Nam, nhưng còn biết bao nhiêu mặt hàng Trung Quốc giá rẻ, kém chất lượng, đầy chất độc hại được luồn qua các ngõ biên giới, nhưng biện pháp can thiệp, ngăn chặn thì chưa thấy các cơ quan chức năng đưa ra. Dù xuất xứ ghi rõ Made in China, thậm chí nhiều loại mặt nạ đưa lên mũi thấy mùi khét, nhưng người tiêu dùng vẫn thản nhiên lựa chọn, với lý giải khó cưỡng lại sự bắt mắt của những mặt hàng này. Bộ Khoa học và Công nghệ quy định từ ngày 15 tháng 9 đến, toàn bộ sản phẩm đồ chơi trẻ em, thiết bị điện tử lưu thông trên thị trường Việt Nam phải có tem xác nhận sản phẩm. Tuy nhiên, dạo qua, hầu hết các gian hàng đồ chơi trên phố cổ Hà Nội vẫn chưa thấy sự xuất hiện của loại tem này.